Ok, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ là một cái pha mà rất là nhiều cái fan hâm mộ mà đặt và câu hỏi mà tới bây giờ mình mới có thể trả lời cho mọi người được. Đó chính là mua một chiếc xe zin nhưng mà không muốn độ nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta có rất là nhiều anh em nào là sẽ lên bô xăng lửa hay các kiểu gì đó, thì dĩ nhiên lúc nào cũng vậy. Nếu chúng ta thay thế quá nhiều vô mà chúng ta chạy thì nó sẽ dĩ nhiên nó sẽ nhiều người nó sẽ nhìn vô nó là xe độ, rồi công an sẽ dòm ngó các kiểu con đà điểu. Thì sẽ có một cái bài độ mà anh em muốn là ít thay đổi nhất có thể. Thì cái bài độ ngày hôm nay mà mình muốn nói đến là thay cái bô. Rồi thì thay cái bô nào mà giá thành vừa phải nhưng mà cái chất lượng nó lại hiệu quả và có thể đưa lại thêm một chút công suất tăng cho chiếc xe của mình, mà lại không quá ảnh hưởng tới những thứ như là phải thay lọc gió rồi bô e hay là họng phun kim phun các kiểu. Thì chính vì điều đó mà bữa nay mình sẽ bắt đầu mình sẽ thử một cái sản phẩm mới nhất của ProBike. ProBike thì xưa giờ chúng ta nghe là chúng ta sẽ nghe và biết đến là với những cái nhông sinh đĩa ProBike. Chứ còn lần này là ProBike của Việt Nam mà là sản xuất luôn cả bộ độ. Và mình xin bật mí là sẽ sản xuất cho dòng Exeter 150, Winner 150 và cả Exeter 155. Và mình hôm nay là mình sẽ test thử cho mọi người thấy là một chiếc xe zin khi mà chưa có làm gì cả, toàn bộ mọi thứ zin hết, họng phun kim phun và bô cũng zin luôn, nó chỉ có tháo cái ốp bô thôi, còn cả cổ cũng zin luôn, thì nó sẽ như thế nào. Đây thì bây giờ camera sẽ soi thử coi cái xe này phải zin không, mình đi lấy chìa khóa. Rồi, chìa khóa xe. Rồi, cái bên đã có chìa khóa xe, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nổ máy để xem cái tiếng bô zin và sau khi mình sẽ thay cái bô độ vào thì nó sẽ như thế nào. À, này nha. Rồi, bô này bô zin nha. À, rồi, 100% zin hết. Là cho dù ở dãy tour bao nhiêu đi chăng nữa, chẳng hạn như tới 12.000 hay là bao nhiêu nữa, thì cơ bản là chúng ta chỉ nghe tiếng máy là chính và tiếng bô là nghe nè nè thôi. Rồi, bây giờ là sẽ bắt đầu mình sẽ tháo cái bô zin này ra để mà mình lắp cái bô đồ chơi này vào. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta sẽ khui thùng đập hộp cái cây bô này nha. Cây bô này hiện giờ là có rất là nhiều bạn đang sử dụng trên thị trường, kiểu dáng nó rất là đẹp và giá thành của nó rất là phải chăng, chỉ hơn 1 triệu tí thôi là đã có sẵn cây bô đó. Thì cây bô khi mà đóng gói, ấy da, trời, à tại do đây đó, bên trong nó còn đồ nữa nhưng mà do mình để trên xe nên nó bị tụt á, thôi để mình để xuống đây luôn. Rồi, cây bô thì được đóng gói trong một cái bao rất là ok, bao này để mà chống chạy xước ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui ra coi thử bên trong có cái gì. Mình tạm thời mình tắt chiếc xe này đi để cho nó đỡ ồn. Rồi, đây, wow, cái bô rất là ngầu. Phía ngoài đây thì nó sẽ là một cái ốp giả carbon, à, nó có vân giả carbon. Tem ProBike đây, đây mình sẽ lột cái tem này ra luôn. À, tem ProBike mà sau khi mình lột cái tem ra rất là đẹp. Đó, logo của nhà sản xuất ProBike này là sản xuất tại Việt Nam luôn, 100%. Rồi bát, họng. Phía bên này có một cái miếng ốp chống nóng, cũng là nhựa nhưng mà giả vân carbon luôn. Nó giống như là mấy miếng ốp nhựa của mấy chiếc xe phân khối lớn đó. Đó, nó là miếng ốp nhựa luôn mà có vân carbon nha. Rồi trên đây thì nó có ghi luôn là LC150. Thì dòng bô này được nhà sản xuất khuyến cáo rằng sử dụng cho mọi loại xe zin mà không cần phải độ gì thêm, chỉ việc gắn vào là xài thôi. Và nó sẽ có khả năng là tăng cả công suất. Và các bạn đừng lo về cái chuyện mà xăng gió nó bị ảnh hưởng. Tại vì khi mà cái nhà sản xuất nó thiết kế, nó đã thiết kế ở cái theo cái công thức mà để cho cái hiệu suất hơn, nhưng mà mọi thứ đường gió vẫn thứ như cũ. Đây thì trong cái bịch này nó sẽ cho luôn cho các bạn này để mình khui ra luôn ha, một cái đót để mà siết cổ bô bằng nhôm nha, nhôm CNC bằng hoàng rất là nhẹ, nhẹ tinh luôn, bằng nhôm chứ không phải bằng sắt như những cái bô thông thường. Kế đến sẽ là một cái co để siết cái cổ nói vào. Thì bô này sẽ là bô 2 khúc thì để sẽ phù hợp cho chúng ta sẽ gắn các loại xe hơn. Rồi, và cổ bô sẽ là cổ nhám nha mọi người, chứ không phải là cổ bóng. Cổ bô thì sẽ là cổ inox và là inox nhám. Đây, bỏ cái bao. Đây,
của Bo sẽ là cổ inox và nó có ký hiệu là 304. 304 là inox 304. Rồi và đi nguyên cổ, bộ cổ. Thì bộ cổ Bo này là cổ Bo sản xuất theo kiểu cổ nhám. Ai mà muốn bóng thì có thể đánh bóng thêm, chứ nhà sản xuất không có sản xuất ra cái cổ bóng. Rồi đó, đó là chỉ có nhiêu đây thôi. Vậy là hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ lắp vào trên xe. Thì khi mà lắp vào thì nó sẽ như thế này. Là cổ size zin. Có nghĩa là làm theo cổ size zin nha. Đó, và lon mắc như zin. Đó, và cái lon này mình thấy nó giống như kiểu như lon Sonic hay là lon Winner. Thiết kế nhìn rất là lịch lãm, lịch sự, đẹp. Không quá theo kiểu như là độ ngầu hay gì đó thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi công an hơn. Mình gắn cái này vô thì chạy thoải mái. Và cái Bo này theo như mình được biết là khi mà chúng ta chạy ga chậm á thì nó sẽ vẫn có tiếng êm như zin. Nhưng mà bắt đầu mà nửa máy trở lên bắt đầu nó sẽ thoát công suất và lúc đó là sẽ có phần mạnh hơn và lực mạnh mẽ hơn là cả bùi zin nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lắp ráp. Rồi. Đấy, sau vừa rồi là những cái phút mà chúng ta đã thay cái cổ mới vào, rớt nguyên cây Bo zin ra. Đây là cây Bo zin ha. Nói chung là cây Bo zin nó nặng hơn cái cây Bo độ rất là nhiều. Nặng hơn chắc cũng phải 10 phần thì nó nặng hơn khoảng 3 phần á. Nặng, rất là nặng. Rồi, cây Bo zin này mình sẽ bỏ ở đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình qua cái cây Bo độ. Đó, đây là cái hình dáng sau khi mà chúng ta gắn vào. Ở vòng ngoài thì nó được phủ inox nên nhìn rất là sạch sẽ và sang trọng. Đó, cái tem Robai. Bỏ lên. Rồi, có sẵn miếng ớt chống nóng để lỡ có đụng vô thì không có nóng nè. Rồi thì hiện giờ mình không có gắn gắt chân vô để hồi nữa mình tiện để mình sử dụng mình tháo ra. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem ha. Thì cái phần cổ Bo là bắt vào như zin. Sử dụng là sử dụng nguyên cái thớt để gắn cổ Bo bằng nhôm. Sử dụng là ốc của chúng ta hoàn toàn bộ, chúng ta không cần phải thêm ốc á gì. Ở đây có cổ vô, cổ dê rồi, đúc rất là sâu và siết. Nó vẫn có cái kết cấu giống như zin là vẫn đây vẫn có cái lên cổ có cái bầu nhẹ, xong nó đi trong đây vẫn là có bầu đàng hoàng. Nhưng mà cái tiếng Bo, cái đường hơi nó đã được chỉnh sửa để làm cho cái xe nó thoáng hơn, êm ở ga đầu và mạnh ở ga cuối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nổ máy lại thử. Đó, bây giờ camera mình sẽ bắt đầu mình ở đây đó. Đây là cái tiếng nổ gan ti, nó đã khác hoàn toàn so với lại cái tiếng của Bo zin. Thì chúng ta đã nghe cảm giác trong đó nó lật hơn miếng rồi. Và với những cái gan ti chúng ta chạy như thế này thì gặp công an chúng ta chỉ việc đi ga nhẹ thôi là vẫn như zin, chẳng có gì khác cả. Đó, bắt đầu mình sẽ thử một cái ga nhẹ tí xíu. Đó, bây giờ mình sẽ thử mức khoảng 3.000. Đó, 3.000, 4.000 thì nó vẫn rất là bình thường. Nè, 4.000 nè, 6.000 mà không chi nha. Đó, bắt đầu khoảng từ 6-7.000 mà chúng ta nẹt bắt đầu. Khi mà chúng ta nẹt nhanh á, tiếng nó sẽ lớn hơn. Đó, đó là khi mình nẹt nhanh ở khoảng 6-7.000. Còn ví dụ mình đi ga nhẹ đều thì nó sẽ ít hơn. Nó sẽ kêu không có lớn bằng. Rồi đó, bây giờ camera mình sẽ tiến tới thêm để coi cái đồng hồ tua nè. Và mình sẽ test thử lại cái Bo này sau khi mà mình hết ga số nha. Đó, nói chung là với một cái giá thành thì hợp lý, chỉ hơn 1 triệu tí xíu thôi là đã có thể có nguyên một cái phần full cổ inox và cả lon. Thì theo như mình đánh giá đó, chẳng hạn như các bạn mà lấy Bo zin các bạn móc nhẹ nhẹ thì các bạn đã hết bao nhiêu tiền rồi. Chưa kể vẫn là cổ sắt mọi thứ và còn mất zin cái cây Bo zin của mình nữa. Thì khi mà chúng ta bỏ tiền chúng ta mua hẳn nguyên cái bộ này đi, có 1 triệu hơn à, chơi xong chán chúng ta bán vẫn còn được lời luôn á. Chứ bạn lấy Bo zin mà bạn chơi xong bạn móc đã rồi mai mốt bạn về zin lại thì cuối cùng bạn lỗ mất cây Bo zin nữa, nó còn khổ nữa đó. Mà xe này thì sau khi mình vô cái này một lát nữa mình sẽ đem mình chạy thử và mình sẽ so sánh cho các bạn khi mà chúng ta gắn Bo zin chúng ta chạy âm thanh ở ngoài đường nó sẽ như thế nào nha. Rồi, mình đang ở cái chỗ cái bãi test, nói chung là nó không có gì là đường phố cả, nên bây giờ mình sẽ test cho mọi người nghe thử cái âm thanh hiện thực ở ngoài đường khi mà chúng ta chạy xe sử dụng xe thì nó sẽ như thế nào nha. À, giờ mình sẽ bắt đầu nổ máy ha. Rồi. Và mình sẽ biểu diễn nhẹ 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 tí xíu coi có lực nào nha. Thank you.
tuyệt vời, tuyệt vời. Hơn 1 triệu mà đã có một cây bô độ xịn sò. Nói chung là đi êm là nó êm và đi mạnh là nó sẽ mạnh. Thì thật là tuyệt vời. Nó không thể nào có gì giá trị hơn là cây bô này được. Chỉ hơn 1 triệu thôi. Nó chỉ khoảng hơn tiền móc bô tí xíu thôi. Còn mà nó lại được giữ zin nguyên cây bô của mình. Khi mình xài gắn vô xài, còn không xài mình có thể tháo ra bán và vẫn có thể có giá trị khi mà mình bán nguyên bộ bô này. Thật là tuyệt vời. Rồi, chào mọi người. Hy vọng là mọi người đã có thêm một cái nhìn mới về cái hãng bô ProBike của Việt Nam sản xuất. 100% là người Việt Nam sản xuất. Và ai anh em nào cần thì có thể liên hệ theo cái đường link ở dưới để mà mua nha. Mình cũng mua từ phía đó vậy. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại ở phần sau.